người Việt ở Israel vẫn an toàn. Bộ Ngoại giao cho biết cộng đồng người Việt Nam và khách du lịch tại Israel vẫn an toàn khi xung đột tại khu vực leo thang căng thẳng. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam, bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch, vẫn an toàn. Bộ Ngoại giao ngày 8 tháng 10 cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại Israel sau khi xung đột bùng phát giữa nước này và các vùng lãnh thổ Palestine. Lực lượng vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza ngày 7 tháng 10 bất ngờ tập kích bằng hàng nghìn quả rocket và triển khai các tay súng tấn công đồng loạt nhiều thị trấn, khu định cư Israel, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương. Quân đội Israel đáp trả bằng các cuộc không kích tại dải Gaza, khiến hơn 230 người thiệt mạng. Trước tình hình xung đột diễn biến phức tạp với hàng trăm người thiệt mạng, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã đăng thông báo và phát khuyến cáo cùng hướng dẫn an ninh cho công dân kèm thông tin liên lạc khẩn cấp, phối hợp với chính quyền sở tại cùng các đoàn ngoại giao cùng địa bàn để phối hợp bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt. Xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết. Cơ quan này khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không đến vùng xung đột, những người ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn cần thiết. Công dân cần tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, sớm nối lại đàm phán giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đảm bảo an toàn và các lợi ích chính đáng của thường dân. Chính phủ Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh và áp dụng chế độ an ninh đặc biệt trên toàn lãnh thổ. Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 phê chuẩn quyết định hủy diệt Hamas, đặt mục tiêu xóa sổ toàn bộ năng lực quân sự lẫn điều hành chính trị của lực lượng này. Để trả thù cho ngày đen tối của Israel, các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.